Mía thì nó có cái vị ngọt ngọt thơm thơm á cả nhà. Rồi bây giờ thì sẽ để qua một bên. Đập dập xong rồi mình bỏ vào xong rồi mình sẽ cho nước vào. Ồ, bên trong là nước nha, ở nước quá, uống quá. Thấm vô. Ây da, cái này là. Nè. Quá đã luôn cả nhà, giống như miếng cái bánh tráng vậy á. Cả nhà mình ăn chung nước chấm, cả nhà thông cảm nha, cô chú anh chị thông cảm nha. Đừng trách móc gia đình mình nha. Trời ơi, sao trái chuối này ngon dữ trời. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Huy. Sáng hôm nay thì Huy chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Thì hôm nay một ngày nó đang bắt đầu yên gió lại rồi. Huy thấy là sau khi Noel xong á là thời tiết nó bắt đầu dừng lại và cái cảm giác là như là nó gọi là se se lạnh á, se se lạnh. Và đi lỡ mà qua một cái nhà nào đó mà có đốt một cây nhang đó, mình hử cái mùi nhang thoang thoảng qua, mình cảm giác như là chuẩn bị tới Tết vậy mọi người. Là hình như là còn tầm khoảng 40 mấy ngày nữa là tới Tết rồi. Chắc mấy bạn nhỏ cũng đang rất là mừng. Tại vì chuẩn bị là được nghỉ học này, rồi được lì xì này, được mua áo mới, được đi chơi nữa này. Quá đã hơn cả nhà hơn. Để thì sáng nay thì sẵn vậy là thì thấy mấy cái cây giống của mình, như là cây khổ qua này, khổ qua rừng nha cô chú anh chị. Rồi cây mướp này, rồi mấy cái bầu đó, thì Huy với ba sẽ tranh thủ ra ở ngoài chỗ cái ao mới để trồng từ đây cho tới Tết thì nó sẽ bò lên, nó tạo thành một cái giàn để cho nó che mát ở xung quanh cái khu vực nước đó cô chú anh chị. Thì lúc đó thì mình sẽ nuôi trồng ở phía dưới thì nó sẽ thuận tiện hơn cho mình. Thì bây giờ cả nhà mình sẽ cùng nhau là đi trồng cây với Huy nha. Rồi trưa nay thì kiếm cái gì đó thì nấu ăn để chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị mình luôn. Cái này là bầu này thì bầu khổng lồ nha cô chú anh chị. Bầu này nó to lắm, bầu hồ lô loại lớn, loại một trái là cỡ khoảng 5 kg. Cái này thì mình sẽ làm thức ăn cho con ốc, nó sẽ tiết kiệm, nó sẽ lợi hơn rất là nhiều so với những cái loại bầu khác. Bầu khác thì nó nhỏ lắm cô chú anh chị. Quá trời ơi, ôi con ai vậy trời, có ai ở đây vậy?
Trời ơi, con ơi, một gây coi ba làm trời. Ừ? Đi ra đây trồng bầu nha. Ừ, đi trồng bầu nha. Đấy, cây bầu này. Cây này là cây bầu. Chị nhớ không? Chị nhớ không? Cây này là cây bầu. Cây bầu. 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 Cây kép con bò. Cây bò. Bò. Nói được con bò mà. Nói được con bò thì chắc là nói được tới bầu. Nói được vịt luôn, mà đi nói. Lâu lâu nó nói. Quạc quạc, chứ quạc quạc. Vịt chứ quạc quạc. Con vịt. Chứ con vịt đi. Đi đợi chặt nón rồi. Đợi nón chặt rồi. À, chờ bà ngoại mua nón cho con. Nha, kêu bà ngoại mua nón cho con nha. Nha, đợi ấm. Ấm. Hai trái chanh luôn á. Không có gì là đi qua nhà bác tắc xin. Bù cái chanh à. Trái đặc cục luôn à. Ui. Cái chanh này là chanh xỉ này. Chanh này rất là thơm. Dạ không dám. Cái chanh đá kìa. Bên này cây bử này. Ủa, bử cái đợt này ra bông nhiều hơn mấy tắc ha. Chùm nào chùm nấy nè. Một chùm mà nó ra tới hơn một chục trái. Ủa sao nhiều. Đây. Qua bên cây bử hái chanh này cả nhà ơi. Làm gì vậy? Không muốn cho lấy chanh về hay sao mà đứng chặn đường à? Hai bạn này. Bạn lùng. Ê. Ê. Hey.
Trưa nay Hi chuẩn bị nấu đồ ăn á, thì Hi chia sẻ cho cả nhà mình xem mấy con gà mấy hôm giờ Hi nuôi này. Đây cả nhà, đây, hai bầy luôn nha. Đây, đó, mấy em gà con này. Đây, đi đây. Này, đó, dễ thương không? Và đặc biệt đây này, Hi cho cả nhà mình xem này mới vui nè. Đó, ý. Ở mấy em cút này cả nhà. Mấy em cút này bữa đây lớn rồi. Bữa đây lớn được cỡ đây nè. Nhảy bay rồi tung tăng dữ lắm. Mấy hôm là hôm qua hôm kia vậy Hi quên đậy cái nắp nhảy ra ngoài rồi ba Hi bắt lại. Nè, dạng lắm nhưng mà cũng thích bay lắm nha. Bay rồi. Nó bắt đầu biết bay nhảy dữ lắm cơ chứ anh chị. Nhưng mà bà nãy lì lắm luôn, nó kêu rất cừ đó. Đó đây nha. Nhảy vô. Cái này tắt lưỡi nữa không? Được rồi, tắt lưỡi à? Tắt lưỡi. Sao em cửa mặt cái coi không vậy? Vậy? Có một cái rồi. Cái kia đâu? Ở dưới thì hai cái điều mà trên có một cái. Sao vậy? Xin chào cả nhà nha. Thì hai cha con sáng giờ là làm ở ngoài kia cũng đã trồng xong hết mấy cái cây rồi. Thì bây giờ thì vào đây thì hơi cũng chuẩn bị cái bữa trưa. Thì trưa hôm nay chắc là mình sẽ làm món gà hấp mía nha cả nhà. Gà hấp mía với lại lá dứa. Đây cái này là lá dứa này cô chú anh chị. Đó. Mía thì mới nãy Hi qua nhà bác ở cái bên nhà hàng xóm thì Hi xin bác được một cây mía và Hi cắt ra được mấy khúc này. Đó. Đây chuẩn bị. Rồi gà. Đây, con gà ở nhà luôn nha. Con gà mái ở nhà nha cô chú anh chị. Đây này. Làm hôm qua rồi cho nên là bây giờ là không có tốn cái thời gian mình làm nữa. Bây giờ chỉ việc là mình sẽ sơ chế những cái này thôi. Bây giờ là lá dứa là Hi sẽ vặn cho nó dập dập ra. Đó. Đây, rồi mình sẽ cuốn lại. Xoắn lại luôn. Đây, nhét vô. Đây, như thế này thì Hi sẽ bỏ xuống phía dưới. Đây, bỏ xuống phía dưới. Mía thì Hi lấy mấy cái khúc ngắn ngắn này. Mấy khúc ngắn này mình sẽ chỉ ra. Chỉ tép tép nhỏ nhỏ ra. Để mình xếp vào cái xưởng hấp. Không cần phải đẹp như cô chú anh chị. Cứ làm cho nó nhanh gọn thoải mái. Đó. Tương đối thôi, không cần phải đều đẹp. Mía thì nó có cái vị ngọt ngọt thơm thơm á cả nhà. Khi mà mình hấp con gà thì nó áp cái mùi lên rất là ngon. Rồi bây giờ sẽ để qua một bên. Còn lại đây mấy cái mía này thì mình sẽ đập dập ra nha cả nhà. Đó, rồi bỏ vào trong cái son. Đập dập xong á mình bỏ vào son rồi mình sẽ cho nước vào. Để cái mía này nó có cái phần ngọt ngọt của cái đường mía thì nó sẽ ra trong cái nước. Nó sẽ bốc hơi lên, áp vào con gà thì nó sẽ ok, nó sẽ ngon. Đó. Rồi cả nhà nhìn này, đây là hai nguyên liệu chính của chúng ta này. Và Hi cũng đã xong rồi nha. Đây mía với lại lá dứa thì Hi bỏ vào trong đây. Đó, một lát là cả nhà mình nhớ là bỏ thêm nước vào nha. Nước dừa cũng được mà nước không cũng được. Hi thì nghĩ thôi bây giờ mình bỏ nước không đi. Nước lọc bình thường đi. Tại vì mình đã làm gà hấp mía rồi. Bây giờ mình bỏ nước dừa vô nó thành gà hấp nước dừa đúng không cả nhà? Bây giờ mình làm riêng biệt như thế này luôn. Rồi con gà mình bỏ lên cái xưởng hấp này mình sẽ bỏ vào trong đây luôn. Vậy là có thể mình sẽ lấy cái son bự hơn. Cái son này không được rồi. Cái son này không dừa. Được không cô Di? Bây giờ con cho ý kiến rồi. Sau thời gian mà mấy hôm giờ học hỏi kinh nghiệm nấu ăn ẩm thực thì con có ý kiến là nên cho cái son to hay son nhỏ? Nói rồi. Con hay nhỏ. Con to hay nhỏ? Ok, bây giờ là Hi sẽ lấy cái son to thì bỏ vô và đem đi hấp nha cô chú anh chị. Trời ơi. Chị muốn làm quay phim hay gì vậy? Trời ơi, nắm cái chân máy kìa. Phá kìa. phải. Cái gì á, gì á? À, con đứng con quay đúng không? Sau này con lớn lên là con bấm máy cho ba nha. Được không? Cái gì? Cái ngọng quá hả? Đung lên nè, đung lên nè. Đợi leo lên nè. Đó. Cái gì á?
Ồ, đen đâu luôn hả? Mệt quá hả? Chào quá anh. Chào quá anh. Hình như là gà mình bắt đầu thấy nó sôi rồi cả nha. Để thì kiểm tra thử nha. Ồ. Wow. Cái mùi rất là thơm luôn. Cái mùi lá dứa nó thơm lắm cả nhà. Mới nãy là Huy bỏ lên cái xưởng hấp á, nhưng mà nó cũng không có dừa luôn. Cuối cùng là quyết định là Huy sẽ bỏ trực tiếp lên luôn cả nhà. Bỏ ở trên mấy cái khúc mía là nó sẽ cách được một ít cái mặt nước đó, như vậy nó cũng đỡ hơn nhìn cô chú anh chị. Rất là thơm, thơm cái mùi mía với lại mùi lá dứa luôn, rõ ràng luôn á. Và cái con gà nó nhìn nó rất là bóng bẩy luôn rồi cả nhà. Ông nội đem lên rồi, ông nội đem gà lên rồi. Wow, wow, cả nhà coi kìa. Wow, cái vàng tự nhiên. Và đặc biệt là cả nhà nhìn này, cái lớp da của nó có cái hình đường lưới á. Đấy, là con gà, cái da nó rất là săn chắc, giống người nhện không cả nhà? Giống bộ áo của người nhện á. Wow. Nó giọt ngược ra luôn. Giòn hơn, cái cảm giác nó căng á. Và ở dưới thì cái nước gà nó ra rất là đã, cái nước nó vàng vàng nhìn rất là đẹp luôn. Ừ, cái này là vàng tự nhiên nha cả nhà, chứ không có nghệ gì hết á. Miếng để giấy ta trà những cái ô da gà nè. Đã hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đưa ra mâm. Rồi bây giờ ba sẽ đưa ra mâm nha cả nhà. Wow. Nóng lắm. Đó, ui à, coi kìa. Cái đùi kìa. Chắc không? Wow, quay ngay, quay ngay, quay ngay. Dạ, tập thể dục. Đó. Trời. Coi con gà kìa cả nhà. Cho nước miếng mình nó chảy rồi. Ôi trời. Cái gì? Múc cục cục luôn. Con múc miếng luôn hả? Con cũng chảy nước miếng rồi nữa, gì gì. Mày để lại cho con cái đùi nha. Chiều con, ăn, chiều con ăn nha. Rồi, vậy là để lại cho Gigi cái đùi phải không? Có mấy cái trứng ngon đó nữa. Wow, nhìn con gà này cả nhà. Gà này ở nhà nuôi nha cô chú anh chị. Mái đẻ luôn á. Hôm nay thì làm video cùng cả nhà mình thưởng thức thôi. Bây giờ tự thưởng cho bản thân nha. Wow, nhìn này rất là ráo cả nhà. Nhưng mà ở bên trong á mình thấy là nó có nước ở bên trong nữa cô chú anh chị. Cái gì con phái hả? Phải rồi, con vui quá. Ba. Một cái răng à. Nói gì? Ngon. Chị nói gì vậy? Hả? Ăn gì vậy? Gì ăn gì ạ? Gì ăn thịt bò xá xí. Đâu, hôm nay gì ăn gì nè. Wow, đã quá ta. Thịt bò xá xíu nè. Thịt bò xá xíu luôn. Cơm trong biển luôn. Cái cây rau củ đã dữ ta. Canh nữa này. Ồ, con quá. Mẹ nấu ngon quá ha. Gì ha? Nhìn ông ngồi gì à? Chờ nó nguội chút xíu nữa cả nhà. Bây giờ nóng lắm luôn. Rồi bây giờ thì cả nhà mình sẽ cùng nhau thưởng thức món gà hấp mí lá dứa ngày hôm nay nha. Trưa nay thì nhà Huy sẽ thưởng thức cái món gà hấp mí với cô chú anh chị mình luôn. Đó, sẵn tiện nó chia sẻ cho cả nhà mình một cái món nói chung là cũng quen thuộc với chúng ta rồi, nhanh gọn, rất là dễ làm. Đó, bây giờ thôi, xin mời tất cả cô chú anh chị mình cùng thưởng thức với gia đình Huy. Rồi cả nhà mình ăn luôn đi. Bây giờ ăn như thế nào đây? Bây giờ chia ba cái đùi đây. Xé thử không? Bây giờ này. Vô không? Đây cả nhà, bây giờ là ba Huy sẽ xé cái đùi ra cho cô chú anh chị mình xem này. Ồ, ở bên trong là nước nha, ở nước. Ồ, uống quá. Ồ, cái nước ngon, uống quá. Ồ, nó chảy ra kìa. Trời. Mình còn trong son nữa mà. À, nhưng mà cái nước ở trong cái đùi mới ngon. Trời. Đó, ông ba cầm cái đó dứt luôn đã. Đó, rồi. Bây giờ mình nhường cho người lớn với người nhỏ nhất. Người lớn nhất với người nhỏ nhất. Rồi, cái này tách lên một phát thôi chưa.
nước nó chảy ra sướng. Em thích ăn cổ cánh với chân đồ gặm xương. Dạ. Anh thì thích ăn lớp da nè, gà thì mình ăn da dạ. Ngon. Cổ cắt cục quá. Ai, quay qua đây mẹ. Wow. Nhìn con gà nó màu vàng tự nhiên rất là đẹp luôn. Đó. Nước là nước ở bên trong á. U con này chảy. Wow, coi coi. Trời. Chụp cái nước. Chịu không được luôn á cả nhà ơi. Nhìn con gà này vàng cháy luôn á. Vàng cái này là vàng tự nhiên luôn. Cái này được cái là nhờ ăn rau rồi chuối đồ này kia nọ thôi, chứ thực sự là mình cũng không có cho ăn cám luôn nha cả nhà. Không cho ăn cám, không cho ăn lúa nhiều, cũng không cho ăn bắp luôn. Toàn là ăn cơm nguội, cơm khô không à. Dạ, thả cỏ mà. Thả ăn tự nhiên không á, ăn cỏ được không á. Nhìn cái đùi này. Nhìn là rớt nước miếng luôn rồi cả nhà. Đây là nước chấm, nước muối ớt chanh. Dạ. Còn cái này là muối tiêu chanh. Gà ăn mì tôm lên nó béo lắm. Ủa, có mì tôm nữa nè. Đúng rồi, nhờ cái mì tôm là đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta cùng thưởng thức đi. Rồi thôi bây giờ ba làm cái đùi ấy. Hay là cái nói chung là mình thích ăn gì mình ăn. Wow. Trừ cái miếng to đùng luôn. Mời cả nhà nè. Nghe ông bà ăn. Ông bà ăn mà con nghe nó giòn luôn á. Cái da hả? Nó giòn giòn giòn. Trời ơi, nghe tiếng rồi, nhai không rồi. Sực luôn á. Đúng rồi. Gà dễ trứng to là nó cơm gà nó lại ngon. Gà này lúc mổ ra là có cái trứng ở trong luôn cả nhà ơi. Cái trứng nó có một cái trứng mềm với lại mấy cái trứng non. Ngon. Đã. Nãy mình bỏ quên vô, mình bỏ quên quá luộc luôn. Này sẽ ăn kèm với lá xào dông nha cả nhà. Quá ngon rồi. Ồ, cái nước nó chảy xuống cái lá uổng sợ luôn á, quá uổng luôn. Nước trong con gà. Này cả nhà, bây giờ thì sẽ xé cái phần ở trên lưng này. Wow. Da giòn lắm. Cả nhà nhìn này, cái lớp da này, nhìn chịu không được luôn á. Bây giờ thì sẽ chấm với muối ớt chanh. Cái đó là ớt tắc, muối tiêu tắc. Ở muối tiêu tắc. Còn cái này là. Cái kia là muối ớt chanh. Đây cả nhà này. Ồ, cái này thực sự là không phải là nhem cả nhà nha, mà là mình ăn mình cảm thấy nó quá ngon đi. Đây, mời cô chú anh chị. Chị dầm. Chị dầm kìa. Làm nước chuối nữa. Trời ơi, đã. Chị dầm kìa. Cá nguyên trái chuối mới sướng. Trời. Không biết có anh chị nào nghe cái tiếng giòn của da không ta? Trời, nó đã lắm luôn. Nó ngọt, cái thịt rất là ngọt, giòn, béo và thơm. Thơm là thơm mùi lá dứa với mùi mía luôn cả nhà. Hình như là cái nước mía, cái hơi của nước mía nó áp lên, nó làm con gà nó ngọt hơn nha. Mình cảm thấy rất ngọt. Ngọt là ngọt tự nhiên của thịt đó, chứ không phải là ngọt của đường. Đây cả nhà. Đã. Ngon quá. Wow. Cái nước nó nằm ở trong con gà. Em ăn cái đùi hả? Em ăn cái cánh. Cái cánh nè. Cặp cánh. Thôi em á. Anh ăn cái bữa. Cũng đã luôn con gà. Nhỏ nó gặm nè. Hết
Có thử cái phần ức mình ăn nó sao. Thường con gà cái phần ức mình có những có người không thích ăn ức gà đâu, tại vì nó chơi nó dở, chơi nó bở. Mà mình thử mình ăn gà mình nuôi thử nó sao. Mấy cái nẹt lá xí là làm gỏi rồi, ngon. Nó ngon luôn nha, giòn ngọt, không bị bở, không bị bụng ra, rất là đã luôn. Chán cái chuối là sướng, cái chuối nó chát chát đó cả nhà, chát chát ngọt ngọt bên trong á, mình ăn nó ngon lắm, không bị ngắn. Hát hả? Không hát hả? Cô dạy em. Anh cứ dọc bước qua. Dạ. Dạ. Ê đi. Ồ quên. Wow. Yeah, cái này là. Nè. Wow. À. Trời ơi, lớp da của trời. Cái này chi ba. Này em miếng này. Rồi ba ăn miếng luôn. Hai có nữa. Lưng nó mỏng quá đã luôn cả nhà, giống như miếng cái bánh tráng vậy á. Cả nhà mình ăn chung nước chấm, cả nhà thông cảm nha, cô chú anh chị thông cảm nha, đừng trách móc gia đình mình nha. Trời ơi. Sao trái chuối này nó ngon dữ trời. Chú ăn đã. Dạ. Ngon. Ăn cũng ngon. Chắc chát mà ngon. Chiều nay chắc mình trồng mấy cái cây tre ra, mình giăng cái lưới xanh ngoài cái bì dừa cho nó cản gió bớt á, hạn chế bớt gió lại chứ không là nó thổi cần thép nó tấp gãy hết mấy đầu cái cây bầu mới trồng á. Cần ba đường thép đóng mưa trong đập mới còn hồ cứng nên ní đào trước lấy mồi lỗ, mồi lỗ là mình nhỏ xuống. Dàn cái lưới xanh nó kẹn gió nó bớt lại. Gió bớt phần nào chứ. Gió bớt. Ơi, bớt cái gì vậy? Đỡ quá. Gà nhà mình ăn chắc cũng không có độc lắm luôn ha. Mấy gà công nghiệp á, gà tam vàng mới sợ. Thường mà ăn mấy gà mà người ta bán trong siêu thị hoặc là gà tam vàng, gà công nghiệp á, chỗ khác á, mình ăn vô là bị dị ứng liền. Ăn vô là bị viêm mũi liền, dị ứng liền. Hoặc là bị nhức răng đó. Mà gà nhà mình ăn lại không sao nha. Như là nhà mình nuôi á, là nó ăn nó không có những cái như thực phẩm. Và con gà nó không bị nóng. Con gà ở nhà mình nuôi là nó mát. Nó đi ăn cái này cái kia, ăn rau ăn cỏ thì nó mát. Cái thịt nó đỡ độc hơn. Còn con gà nuôi nhốt á, nó rất là nóng sao á.
nên ăn nó dễ bị dị ứng là vậy. Em lấy cái khăn rồi mấy cái nữa. Chai này dai ngon. Có con này. Con cái gà. Ba mình đi bới cơm rồi cả nhà. Phải ăn cơm thêm mà. Ăn gì không được. Ăn chơi gì không được. Cuộc sống mà. Làm vất vả bao nhiêu năm rồi. Bây giờ mình lâu cũng phải ăn ngon bữa chứ. Mình cũng không có được áp đặt mình quá cả nhà. Khổ khổ nhưng mà cũng phải có giây phút tận hưởng những cái gì ngon nhất, những cái gì vui nhất. Cái gì vậy? Ăn mà múa luôn. Hồi đó rồi ba mình đi làm mướn đi rồi cho nên là tiện tặng á, nên khi mà ăn cái gì mà ngon ngon xíu thì cũng ngại lắm. Ăn cái gì vừa vừa thì được, ăn cái gì sen ngon quá cũng sợ, sợ tốn tiền. Kệ mình cứ ăn đi chứ. Nhớ hồi đó anh ăn hai con gà cỡ này em tin. Một mình ăn hai con gà cỡ này bình thường. Sau này tự nhiên ăn từ hồi lớp 11 à. Mới lớn tuổi đó, tuổi ăn tuổi lớn. Ăn tuổi lớn ăn khỏe. Bây giờ vẫn ăn được. Nhưng mà do kiêng cử. Không ăn nhiều. Dạ. Ủa chị Chi có ăn được da gà không? Không. Ủa vậy cái đuôi này nè. Lấy cái thịt á, thịt này. Lấy cái thịt lại. Lấy cái thịt bên đây nè, cho dễ ăn. Còn bây giờ cái da này thì làm gì? Ủa anh da hết rồi, lấy người ai ăn cái này anh? Anh ăn da hết rồi, ai ăn cái này? Anh đâu biết đâu. Nè. Đó. Ngừ vài miếng bánh tráng chứ. Để cho cô dưa cái thịt này nè, nó mềm. Cái này nó dài lắm. Ui cổ. Đã quá. Dài. Trống đi. Giòn ghê không? Chứ đừng ăn như cái lứa hoài á. Sực 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 đã. Béo. Ây dư là cái da 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 heo luôn á. Đã vậy hấp nữa chứ. Trời ơi.
gì ăn ớt phải không? Ớt già đây nó già nè. Wow, đúng. Mấy cái thịt nó số số cái đùi số dài. Ớt đã thịt. Ớt này ớt gà siêu ngon luôn. Nãy giờ mình nghĩ gà của mình cứ khen bài mà thiệt ngon thiệt chứ không phải là mình khen. Rồi bây giờ mình ăn sao hết đây? Tới hai cái đùi chặt ra nhỏ ra, làm cho ớt. Con da nè. À đúng rồi. Nước bỏ cho mình luộc lại nó mềm. Cái nước mía ra trầu. Bỏ đó rồi chiều với thăm nó. Ôi, gì vậy con?